Tiêu Chiến vừa comeback đã lập thành tích đáng nể, nếu Dược Phi địch để Nhật Ba cũng phải cháo thua. Tiêu Chiến gặt hái được thành tích lớn như vùng biển trong mơ ấy. Sau nhiều ngày tháng mong đợi, vùng biển trong mơ ấy của Tiêu Chiến Lý Thẩm cuối cùng đã ra mắt vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Là dự án trọng điểm còn có sự góp mặt của Nam Đỉnh Lưu Đoạn Tổng Tiêu Chiến. Ngay từ tập đầu tiên, phim đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ. Sự xuất hiện của vùng biển trong mơ ấy không chỉ làm sập hệ thống của Khóc Vân vì lượng người tham gia tăng vọt, mà theo ghi nhận mới đây, vai diễn Tiêu Xuân Sinh Tiêu Chiến thủ vai còn vươn lên dẫn đầu trong danh sách chỉ số Vining Kết phá 9 trong năm 2023. Với số điểm cụ thể 9.21, cao hơn hẳn nhân vật Hứa Hồng Đậu Lưu Dược Phi đóng trong Đi Đến Nơi Có Gió. Đáng chú ý, bộ phim Công Tố Tinh Anh gần ra mắt cùng thời điểm với vùng biển trong mơ ấy, nhưng thành tích đạt được đến lúc này chưa mấy khả quan. Chỉ số Vining Kết cao nhất nhân vật Annie Địch Để Nhật Ba nhận về 9.11. Bên cạnh lời khen dành cho kịch bản, chất lượng diễn viên, dân tình lại thêm một lần nữa phải cảm thán về sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến. Dù cùng là đỉnh nơ hàng đầu Hoa ngữ, nhưng rõ ràng đặt Mỹ Nam Trần Tình Lệnh và Địch Để Nhật Ba lên bàn cân thì quả thực quá chênh lệch. Theo truyền thông Trung đưa tin, vùng biển trong mơ ấy sau những tập đầu tiên lên sóng đã thu về thêm 9 nhãn hiệu quảng cáo mới với tổng số quảng cáo tính tới ngày 2 tháng 6 là 32, với thời lượng 256 giây, đồng thời rating phim trên đài CCTV 8 cũng vượt mốc 1.5. Vùng biển trong mơ ấy lấy bối cảnh thập niên 70 ở Bắc Kinh, kể về quá trình trưởng thành, vượt khó khăn để theo đuổi ước mơ hoài bão của một nhóm thanh niên trẻ nhiệt huyết. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Tiêu Xuân Sinh, một chàng trai trọng tình trọng nghĩa, luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.